Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Phú Trọng khập khiễng trở lại vội ảo tưởng Việt Nam thịnh vượng hùng cường. Bản tin video trên VTV Đài Truyền hình Việt Nam hôm 1 tháng 9 chiếu hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam đang trong tình trạng đi khập khiễng, đứng không vững, phải vịn ghế và luôn có một trợ lý kè kè chiếc cặp đựng thuốc đi theo sau. Hình ảnh này được phát sau khoảng nửa tháng vắng bóng. Có nhiều lời đồn đoán rằng ông Trọng tịch. Trong lúc xuất hiện này, hệ thống truyền thông nhà nước đồng loạt đăng phát ngôn của ông Trọng nêu tầm nhìn về Việt Nam thịnh vượng, về viễn cảnh năm 2045 Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao. Sở dĩ ông Trọng chọn cột mốc năm 2045 vì đó là thời điểm đánh dấu 100 năm thành lập nhà nước Cộng sản Việt Nam. Sự thực thì ông Trọng chỉ lặp lại phát ngôn hồi cuối tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc được báo VN Express dẫn lại. Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng cao hàng năm để năm 2045 vào nhóm nước có thu nhập cao. Hôm 3 tháng 9, ông Nguyễn Ngọc Chu, tiến sĩ toán, phân tích trên trang cá nhân rằng một nước muốn có mức thu nhập cao thì phải nằm ở vị trí 1 đến 30 trên bảng xếp hạng của thế giới. Theo bảng xếp hạng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2019, vị trí thứ 30 của QS là 30.839 đô la Mỹ. Do vậy, theo ông Chu, thì đến năm 2045 để có được vị trí thứ 30 thì thu nhập GDP bình quân đầu người phải đạt được ở mức khoảng 55 đến 60 nghìn đô la Mỹ, tương đương với thu nhập GDP bình quân đầu người của Úc năm 2019 là 56,352 đô la Mỹ, xếp thứ 10 trên thế giới. Mỗi nhiệm kỳ chỉ có 5 năm cho nên chỉ tập trung kế hoạch cho 5 năm, đừng đặt kế hoạch hộ đời sau và vì trước hết là không bao giờ đúng. Thời của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đặt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp. Mục tiêu đó đã trở thành mục tiêu hão, thế giới vô cùng phức tạp lại diễn biến hàng ngày. Không lập kế hoạch dài hạn, không ai chê không sáng suốt. Lập kế hoạch dài hạn không đúng chỉ dẫn đến mất lòng tin. Ông Chu bình luận về phát ngôn của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Theo vị tiến sĩ thông lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong 70 năm trở lại đây, người sau chẳng bao giờ nghe theo lời của người trước. Ông Chu cũng nhắc lại ước muốn của Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư, trước khi qua đời là được hỏa thiêu và rắc cho cốt trên ba dòng sông cũng không được thực hiện. Trên thực tế thì mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp liên tục được giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam rời lại sau khi gần đến mốc thời gian ban đầu. Hồi tháng 3 năm 2018, trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay, nghị quyết của Bộ Chính trị xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp. Trong đó, một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại. Do vậy mà đến nay công luận xem việc giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam liên tục hứa hão về mục tiêu thành nước công nghiệp là chiêu bài mị dân và chỉ có giá trị tuyên truyền cho những người còn tin vào Đảng Cộng sản. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị đang đổ bạc tỷ tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân vào các vụ đại hội đảng. Sau những nhân dân, quân đội nhân dân tới lượt công an nhân dân cũng lên tiếng phê phán các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc, tung tin sai trái bịa đặt trước đại hội đảng. Đây là lý do nên nhìn lại những thông tin chính thức liên quan đến đại hội đảng các cấp đã cũng như đang và còn tiếp tục diễn ra trên khắp mảnh đất đau thương quằn quại mang tên Việt Nam.
cho đến quý 1 năm tới để sắp đặt những cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam. Những thông tin liên quan đến việc nhiều tỉnh chi một vài tỷ cho việc sắm cặp để các đại biểu được cử tham dự đại hội, đựng tài liệu, như đã biết chỉ có đó là một chuyện nhỏ, và theo một quy định của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành năm 2014, quy định số 39 trên quy đề VPTVK thì hệ thống công quyền có nghĩa vụ phải trích ngân sách để đảng tổ chức đại hội ở tất cả các cấp. Chi phí mua cặp tuy cả tỷ nhưng chỉ là khoản chi vặt trong số 13 khoản chi đã được minh định tại điều 3 của quy định vừa dẫn. Theo đó thì hệ thống công quyền phải vét công khố để bao đủ thứ nhu cầu từ ăn ở đi lại, thuê mướn mặt bằng tổ chức đại hội, trang trí in ấn tài liệu tuyên truyền đến bồi dưỡng cho lực lượng phục vụ, lực lượng bảo vệ. Chỉ nguyên cờ hoa dợp trời từ Bắc tới Nam thì chúng ta cũng có thể tiên đoán được số lượng tiền thuế của người dân đổ vào cờ quạt là một số tiền cực kỳ khổng lồ. Trong 13 khoản mà Văn phòng Trung ương Bộ Chính trị Đảng minh định là hệ thống công quyền phải chi để đảng tổ chức đại hội ở tất cả các cấp, các ngành, có những khoản chi mà thường dân không thể lượng định được mức độ tốn kém khủng khiếp đến cỡ nào nếu như không xảy ra chuyện chẳng may. Ví dụ như chi cho xây dựng văn kiện bao gồm soạn thảo, thẩm định, biên tập, chỉnh lý, hoàn chỉnh đến khi trình đại hội, chuẩn bị cho phương án nhân sự trình đại hội, và ông Nguyễn Quang Thuấn, người nhiễm COVID-19 ca thứ 21. Ông Thuấn là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên của Tổ biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội 13. Tổ này đã cử Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư làm tổ trưởng dẫn 13 người sang Ấn và Anh nhằm khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách, chiến lược phát triển quốc gia, phục vụ cho xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 đến năm 2025 để trình đại hội 13. Đến giờ thì người ta vẫn chưa rõ làm sao tổ công tác ấy có thể đạt những mục tiêu như vừa kể, khi chỉ có 2 ngày tại Ấn Độ 25 và 26 tháng 2, 4 ngày tại Anh từ 27 tháng 2 đến 1 tháng 3, tính cả thời gian đi di chuyển từ Việt Nam qua Ấn rồi sang Anh, rồi từ Anh trở về Việt Nam. Chỉ một điều đó có thể thấy được rất rõ là qua những tài liệu bị tiết lộ sau khi ông Thuấn trở thành ca thứ 21 nhiễm virus Vũ Hán, thì rõ ràng xây dựng văn kiện phục vụ cho đại hội đảng ngoạm mất công quỹ những khoản tiền cực kỳ khổng lồ. Cần lưu ý rằng chi phí cho đợt công tác tại Ấn Độ và Anh của tổ biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội 13 chỉ có vài hạt muối bỏ vào đại dương mang tên Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Chỉ ước định chi phí của đợt công tác vừa kể, vé máy bay hạng nhất, khách sạn 5 sao mà bình phẩm về lãng phí là mới thấy cây mà chưa thấy rừng. Để chuẩn bị cho Đại hội 13 ngoài Tiểu ban Kinh tế thì xã hội còn có nhiều tiểu ban khác. Từ trung ương cho đến địa phương, cấp nào cũng có tiểu ban, như tiểu ban tổ chức, tuyên truyền, tiểu ban văn kiện, tiểu ban vật chất, tiểu ban nhân sự, tiểu ban điều lệ đảng, và tiểu ban nào cũng được cấp tiền để vận hành từ tháng giêng năm ngoái. Nhiều người bất bình khi trong bối cảnh như hiện nay thì chính quyền tỉnh Lạng Sơn vẫn gửi cho Bộ Tài chính một công văn đề nghị hỗ trợ 86,5 tỷ Việt Nam đồng để tổ chức đại hội đảng các cấp ở Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Hơn 75,7 tỷ là chi cho đại hội đảng các cấp, hơn 10,7 tỷ là chi cho cải tạo sửa chữa công trình phục vụ đại hội đảng các cấp. Bất bình như thế chưa toàn diện. Việt Nam có tới 63 tỉnh, thành phố. Lạng Sơn thuộc loại khiêm tốn về cơ sở đảng nên chi phí có đáng gì so với nhiều tỉnh, thành phố khác. Cứ nhìn vào các tài liệu, số liệu rò rỉ, có thể ước đoán chi phí cho đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu toàn đảng toàn quốc lần thứ 13 có thể nuốt hàng ngàn tỷ của công quỹ. Song ngoài yếu tố phung phí còn phải bàn đến một yếu tố khác, thực chất.
Cho dù giới lãnh đạo của Đảng đưa ra đủ thứ tuyên bố cam kết về sự lựa chọn sắp đặt nhân sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng, qua đó sẽ lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam từ địa phương đến trung ương trong 5 năm tới, nhưng gian lận trong bầu chọn vẫn diễn ra ở khắp nơi. Đại hội Đảng xã An Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, Đại hội Đảng xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội, Đại hội Đảng thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Xem mà đối chiếu những vụ gian lận đã được hệ thống truyền thông chính thức tường thuật, có thể thấy là chúng giống hệt nhau về phương thức, mức độ, và qua đó chỉ có thể đưa ra một nhận xét: gian lận tại các đại hội Đảng đã trở thành tập quán. Tin tức về những đại hội Đảng đã được tổ chức ở chỗ này chỗ khác còn làm thiên hạ sửng sốt, ngay cả khi người ta đã biết đến thế nào là dân chủ trong Đảng và dân chủ trong xã hội chủ nghĩa. Hồi trung tuần tháng 6, nhiều cơ quan truyền thông chính thức loan báo Thành ủy thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế vừa kỷ luật 4 đảng viên là Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Trưởng Công an kiêm Bí thư Chi bộ Công an, Phó Chủ tịch Hiệu trưởng kiêm Bí thư Chi bộ của phường Thủy Biều vì vận động bầu cử trái quy định, xúi dục lôi kéo một số đảng viên cùng đảng viên không chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ khi bầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thủy Biều nhiệm kỳ 2020-2025. Tại sao đã tổ chức đại hội Đảng mà còn buộc đảng viên phải chấp hành chủ trương về công tác nhân sự của Đảng và kỷ luật những đảng viên không tán thành sự lựa chọn sắp đặt của tổ chức Đảng cấp trên về nhân sự? Nếu chủ trương về công tác nhân sự của Đảng vẫn là quyết định tối hậu, bất khả tư nghị, thì tổ chức đại biểu đại hội Đảng làm gì cho tốn kém? Và quan trọng hơn là làm sao có thể ngăn chặn được những vở kịch khiến cho công chúng nổi giận, như vở kịch mà Tỉnh ủy Bắc Ninh công diễn hồi trung tuần tháng 6. Chờ đại hội đại biểu đại hội Đảng thành phố Bắc Ninh bầu ra bí thư rồi điều động bí thư mới về tái đắc cử đảm nhận công tác khác để chỉ định trưởng nam của bí thư tỉnh ủy thế chỗ. Khi Đảng tiếp tục dùng chủ trương về công tác nhân sự như mọi thứ dọ khóa miệng tất cả các đảng viên, thì tất nhiên ngoài Bắc Ninh sẽ có Trà Vinh, tỉnh ủy thản nhiên chỉ định bí thư huyện ngay tại đại hội Đảng huyện Càng Long, hoặc có Long Xuyên của tỉnh An Giang, thành ủy viên thản nhiên chỉ định một đảng viên mới bị cảnh cáo vì lối sống thiếu gương mẫu, kê khai tài sản không trung thực, làm bí thư một phường của thành phố Long Xuyên. Khi không có đảng viên nào của Bắc Ninh, Trà Vinh, An Giang dám lên tiếng phản đối chủ trương về công tác nhân sự của tổ chức Đảng cấp trên, thì Đảng sẽ dựa vào đâu để xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh để chỉnh đốn Đảng? Chẳng lẽ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới lại tiếp tục nhận lương, hưởng các đãi ngộ chỉ để thảo luận quyết định sẽ kỷ luật thêm bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nữa, là khoe đó là thành tích như Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ này? Nếu không có những phản ứng hết sức dữ dội từ phía công chúng, thì liệu Tỉnh ủy Bắc Ninh có chỉ định người khác làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh để điều động con trai của Nguyễn Nhân Chiến về làm phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Bắc Ninh hay không? Nếu chia sẻ những thông tin, bày tỏ những suy nghĩ về lựa chọn sắp đặt nhân sự của Đảng là thù địch, cơ hội chính trị phản động như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân đang phê phán, thì có một câu phải hỏi: những cơ quan truyền thông dán nhãn Nhân dân ấy là của nhân dân nào? Một mặt Đảng tự nhận là con em của nhân dân, đề cao dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, và sự nghiệp là do dân, vì dân, của dân. Mặt khác thì Đảng hướng dẫn cho Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, dù ở những chia sẻ thông tin, bày tỏ ý kiến về nhân sự đại hội Đảng không tiếc lời, thì xem loại con em đó là quý tử hay nghịch tử. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội bắt hơn 10 tấn nguyên liệu trà sữa toàn chữ tàu. Khoảng 10 tấn nguyên liệu pha chế trà sữa siro mứt hoa quả có nhãn hiệu ghi toàn chữ tàu nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đã bị giới hữu trách Hà Nội thu giữ.
Xác nhận với VN Express, ông Nguyễn Ngọc Hà, đội trưởng đội quản lý thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết là ngày 3 tháng 9, đội đã phối hợp với Cục Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội kiểm tra kho hàng tại Yên Bái, xã Tự Lập, huyện Mê Linh do ông Lỗ Văn Nam, 31 tuổi làm chủ. Theo báo Tổ Quốc, thời điểm kiểm tra thì tổ công tác thấy khoảng 5.000 sản phẩm đóng gói gồm có nguyên liệu pha chế đồ uống như trà, mứt, hoa quả, siro và nguyên liệu làm trà sữa, bột trà sữa với số lượng ước tính gần 10 tấn có nguồn gốc xuất xứ từ ngoại quốc ghi toàn chữ Tàu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tuy nhiên thì chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không rõ phẩm chất sản phẩm. Toàn bộ lô hàng hiện được quản lý thị trường thu giữ. Nếu chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của nhãn hàng trên thì sẽ bị tiêu hủy. Theo báo Vietnamnet, trà sữa là đồ uống được bán phổ biến ở nhiều tỉnh thành, được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng. Thế nhưng gần đây thì nhiều vụ buôn lậu nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ ghi là của Trung Quốc với số lượng lớn liên tục đã bị các cơ quan hữu trách Việt Nam phát hiện. Chẳng hạn như hôm 20 tháng 5, giới hữu trách Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm ở đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Thấy số lượng lớn nguyên liệu dùng để làm trà sữa bao gồm các loại khác nhau như siro, nước hoa quả, bột trà xanh, trà sữa. Trong số các mặt hàng bị bắt giữ thì có nhiều loại được sản xuất tại ngoại quốc nhưng chủ kho lại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ kiểm định chất lượng sản phẩm. Nơi lưu trữ nguyên liệu luôn ẩm thấp, nhiều sản phẩm được đặt dưới nền đất, thậm chí nhà vệ sinh cũng được chủ của kho trưng dụng để hàng, không bảo đảm được các điều kiện lưu trữ. Theo báo Người Lao Động cho hay thì vụ gần nhất mới đây là hôm 26 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cũng chặn đứng vụ vận chuyển số lượng lớn nguyên liệu làm trà sữa từ Trung Quốc nhập lậu vào tỉnh Lào Cai đưa về Hà Nội để tiêu thụ. Số lượng hàng hóa bị thu giữ lên đến hàng chục tấn. Hiện ở Việt Nam bán nhiều nguyên liệu làm trà sữa không nhãn mác, giá rất rẻ, được giới thiệu nhập từ Thái Lan có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng. Tương đương với 1,08 đến 1,29 đô la Mỹ, nhưng có thể pha được 5 đến 6 lít trà sữa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì trong các nguyên liệu trà sữa giá rẻ này không hề có trà sữa, cũng chẳng có sữa, thành phần có thể chứa nhiều phụ gia cấm và người tiêu thụ không thể biết được mức độ độc hại của nó như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, ca thứ 35 chết vì đại dịch virus Vũ Hán vẫn là bệnh nhân ở Đà Nẵng. Chiều ngày 3 tháng 9, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thông báo có thêm bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng tử vong, nâng số người chết ở Việt Nam lên 35 người. Trong tổng số 1.046 nhiễm virus SARS-CoV-2, còn lại thì Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh này được buộc phải cách ly y tế là 153 người. Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Bộ phận Thường trực đặc biệt chống virus Vũ Hán, Bộ Y tế Đà Nẵng cho biết thì nữ bệnh nhân số 761, 85 tuổi tử vong vào sáng ngày 3 tháng 9 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, được chẩn đoán là viêm phổi nặng, suy hô hấp, tiến triển do COVID-19. Biến chứng nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân suy thận mạn và giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp và xuất huyết tiêu hóa. Bệnh nhân cũng được cho là có tiền sử suy thận mãn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ và tăng huyết áp, xuất huyết tiêu hóa tạm cầm. Tất cả các ca tử vong do virus Vũ Hán ở Việt Nam đều liên quan đến các dịch khởi phát từ Đà Nẵng từ hôm 25 tháng 7 đến nay. Ngoài 35 ca tử vong được Bộ Y tế xác định như kể trên, còn có 3 bệnh nhân tử vong khác không được tính sau khi mắc dịch, nhưng có 3 đến 4 xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Liên quan đến dịch bệnh thì báo VN Express dẫn lời phúc trình từ Sở Y tế Bà Rịa Vũng Tàu hôm 3 tháng 9 cho biết là giới hữu trách đã buộc 153 người phải cách ly y tế
trong đó có 41 người tiếp xúc gần với ca F1 bị cách ly tập trung tại trường trung cấp y tế tỉnh từ chiều 1 tháng 9 do liên quan đến cô gái 25 tuổi ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc từ vừa sang Nhật làm việc và bị Nhật thông báo phát giác dương tính với SARS-CoV-2. Qua điều tra dịch tễ cho thấy thì ngày 18 tháng 8, cô gái trên bắt xe đò 9 chỗ của hãng Hai Trâm ở huyện Xuyên Mộc đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Sài Gòn làm thủ tục xuất cảnh rồi trở về nhà. 4 ngày sau thì bệnh nhân đến phòng khám Medic Sài Gòn ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc khám bệnh. Đến ngày 30 tháng 8 thì bệnh nhân bắt xe đò 7 chỗ của hãng Hai Trâm lên phi trường Tân Sơn Nhất để sang Nhật cùng với chuyến xe người bạn ở thành phố Vũng Tàu. Trước khi xuất cảnh thì cô có ghé nghỉ lại một khách sạn trên đường Yên Thế, quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Hiện giới chức y tế Việt Nam vẫn chưa thể tìm ra được nguồn lây bệnh. Trước mắt thì Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc chỉ vệ sinh khử khuẩn những nơi liên quan đến bệnh nhân như nhà ở, chợ, Hòa Hội, phòng khám Medic Sài Gòn. Đơn vị này cũng điều tra truy vết các hành khách, tài xế trên xe chở bệnh nhân, nhân viên y tế, bệnh nhân ở phòng khám Medic Sài Gòn, phối hợp với ngành y tế Sài Gòn điều tra và khử khuẩn nơi khách sạn bệnh nhân nghỉ. Thưa quý vị và các bạn, Cộng sản Việt Nam nếu xử vụ Đồng Tâm theo án bỏ túi thì tội ác sẽ cực kỳ khủng khiếp. 4 ngày trước phiên tòa dự trù xử vụ Đồng Tâm hôm 3 tháng 9 thì giới xã hội dân sự lên tiếng cảnh báo nhà cầm quyền sẽ phạm tội ác nếu nhất quyết tuyên phạt 29 bị cáo trong vụ này dựa theo án bỏ túi. Phiên tòa dự trù sẽ kéo dài 10 ngày bắt đầu từ thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2020, đang là tâm điểm của giới quan sát, trí thức và xã hội dân sự. Càng gần đến ngày diễn ra phiên tòa thì hệ thống truyền thông nhà nước liên tục đăng bài nhằm tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam rằng kế hoạch giết người được người dân Đồng Tâm chuẩn bị kỹ càng, bài bản và có chủ đích. Bài đăng trên báo VTC News hôm 3 tháng 9 tiếp tục đưa cáo buộc những kẻ Đồng Tâm dùng dao phóng lợn tấn công 3 chiến sĩ công an và bị ngã xuống hố, và sau đó chúng nhẫn tâm đổ xăng xuống châm lửa đốt. Bài báo cũng dẫn lời của luật sư Đặng Văn Cường, một số đối tượng người dân Đồng Tâm quá manh động sử dụng cả lựu đạn, bom xăng, dao phóng để chống lại lực lượng chức năng. Bởi vậy mà cần phải xử lý nghiêm minh triệt để trước pháp luật và đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Việc báo Đảng được ban tuyên giáo cho đồng loạt đăng bài cáo buộc một chiều nhắm vào người dân Đồng Tâm là chỉ dấu cho thấy là các cáo buộc trong phiên tòa tới đây nhiều khả năng là sẽ bị lên án và nhận lãnh các mức hình phạt thích đáng. Theo báo VN Express, 25 người bị truy tố với cáo buộc giết người phải đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 4 người còn lại bị cáo buộc chống người thi hành công vụ đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù. Đáng lưu ý là các bài báo trên của nhà nước không hề hỏi bình luận của nhóm luật sư nhận bào chữa cho các bị can trong vụ này. Trong khi đó thì văn bản do câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng phát đi trên mạng xã hội cùng ngày ghi nhận theo chiều hướng ngược lại với báo Đảng. Công an và lực lượng tấn công giết cụ Kình và bắt đi 29 người rồi chính công an lại điều tra, phao tin được tính khách quan. Làm sao và những tin này có thể có tính khách quan và không thực nghiệm hiện trường xem nghi phạm đổ xăng thiêu ba công an dưới hố cháy thành tro như thế nào. Sao đã kết luận 25 người tội giết người? Không những thế mà chính quyền còn cản trở các luật sư không được gặp, làm việc với các thân chủ và bị hạn chế tiếp cận hồ sơ của vụ án. Nếu tòa án xử theo kịch bản đã được định trước, tức là án bỏ túi quy tội giết người cho những nạn nhân và những hình phạt nặng nề thì đây là tội ác khủng khiếp, văn bản đưa nhận định. Và tổ chức quy tụ những tri thức nhân sĩ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là coi là giới bất đồng chính kiến cũng viết thêm: nay nếu như các nhà lãnh đạo cũng dũng cảm nhìn thẳng vào bản chất của vụ án Đồng Tâm để ứng xử thì cứu vãn được phần nào lòng tin của dân
để cùng đoàn kết vì những mục tiêu lớn lao, cấp bách của đất nước. Còn nếu như Đảng cứ tiếp tục dùng cường quyền để thắng dân bằng mọi giá thì sẽ gây thêm tội ác, càng thêm nỗi đau đớn, hận thù trong lòng dân với Đảng mà thôi. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.